có hai ba cái quần thôi hà, cho nên là dưới quê lên mình nghèo cho nên là mình phải mặc qua mặc lại. Nhưng mà thằng xa sẵn mặc cái quần kia đi, tự nhiên mặc cái quần này. Bởi vậy chắc quần này đẹp hơn, quần này em thích. Nhưng mà cũng dễ móc. Dễ móc. Đấy chưa, nó tên là dấu. Rồi cái gì cũng có sự tính toán hết. Rồi tiếp tục. Rồi nói chuyện nghe xong tối hôm đó thì đi nhậu xong là hai người ngồi với nhau giống như là chị với em Tuân ngồi vậy đó. Nhưng mà nó sát nhau lắm. Hai người sát nhau, sát nhau. Sát nhau. Đó. Bắt đầu là nhậu bia vô, bắt đầu là chứ này là móc thiệt. Ai móc trước? Ổng móc trước hả? Ổng móc em. Ổng móc nữa. Đó cũng thọt trong ngay cái lỗ luôn đó. Ủa cái quần này rách là cũng do anh. Lần trước anh đã móc đã rách rồi, bây giờ anh móc nữa chắc là rách. Còn cái ống không quá, còn cái nửa quần này quá, bên dài bên thấp quá. Mà đang ngồi quán nhậu mà móc hoài vậy. Cái con không, cái anh này thích móc ở ngoài chỗ công cộng. À thích giống như cái cảm giác chắc là. Chị thấy rõ ràng nếu như mình không thích mình sẽ đi vào chỗ vắng vắng. Còn đằng này cái anh này toàn là thích ngồi móc ở ngoài chỗ đông người hơn. Hay là anh này cái cảm xúc dâm tràng lúc đó đang ngồi đám đông là ông móc luôn hay là không, có nhiều người thích như vậy. Thích người ta nhìn. Em nghĩ vậy. Đúng rồi. Móc xong rồi cái đầu cái nó, tối nay anh muốn lên giường với em. Trời nhanh dễ sợ luôn. Thấy mời đi nhậu là chuyện nghi rồi. Thật sự như thường đi nhậu xong là hay đưa đi khách sạn lắm. Con trai con gái cũng vậy, mà LGBT cũng vậy. Chứ bây giờ em hỏi chị, từ trước đã làm cho mình ngất ngay rồi. Bây giờ không lẽ bây giờ để nữa. Nói chứ thật sự là em cũng thích á. Em cũng thích. Tại vì con trai em mới có lớn sự chuẩn bị trước mà. Tò mò. Nếu mà tối nay nếu như mà ảnh có rủ em đi khách sạn là đi liền. Em chấp nhận ngày mai cô gì chú bác mà có la em cũng chấp nhận. À là tính toán trước rồi. Em liều là em nhắn tin cho một đứa em gái của em, con của bà cô, là nói với chú với thím là không có về, tối nay xỉn rồi ngủ nhà bạn. Chào chị Chi, chào em. Anh tên là Tony Tường, anh là làm make up, trang điểm cho người mẫu, ca sĩ, diễn viên. Ủa hai chị mà gặp nhau chưa Tony? Dạ, em gặp chị cũng nhiều lần lắm rồi. Cái thời chị đi hát với anh Việt Quang đầu ngày xưa đó là em rất là thích chị luôn. À thời năm 2000 á hả? Dạ đúng rồi, sân khấu nào em cũng đi xem chị hết á. À, cảm ơn Vinh nha. Dạ. À, về là anh đã làm nghề một quãng thời gian khá là dài rồi. Mình có giải thưởng nào về nghề nghiệp của mình không ạ? Thì thật sự mà nói thì giải thưởng cũng rất là nhiều. Make up của năm do báo bình chọn. Rồi năm vừa rồi đó là năm 2019 thì Tony có đi qua bên Hàn Quốc. Thì Tony cũng tình cờ thôi, rồi qua đó tham gia. Thì cuối cùng cũng được giải là Nam Vương Make up toàn cầu. Ồ. Dạ. Thảo nào hôm nay trông rất kiểu sáng sủa và lồng lộn như này. Cảm ơn em. Anh Tony có phát hiện về cái giới tính của mình á, là từ lúc mình lớn lên hay là từ hồi bé á? Hồi nhỏ thì mình cũng có quen bạn gái đó. Lúc mà mình đi học thì gọi là thời trẻ trâu á. Học cấp 2, lớp 6, lớp 7, lớp 8 là mình đã quen. Quen xong rồi cái qua một cái cấp khác, cái tự nhiên là có một người khác nữa. Quen xong rồi đó mình lên Sài Gòn quen một bạn nữa, lúc đó chưa làm make up đâu. Mình còn làm công ty thì tối mình đi phục vụ thêm. Rồi mình mới nuôi hy vọng là mơ ước mình là đi làm make up, đi làm xong rồi mình kiếm tiền mình để dành mình đi học make up. Tại vì mình dưới quê mình lên mình nghèo mà mình đi phục vụ thì gặp cô đó cũng là phục vụ, mà cô đó cao lắm mà đẹp lắm. Mà anh quen cô đó được mấy năm? Vài tháng thôi. Rồi mình đâu có điều kiện nhiều để mình dẫn cô đó đi chơi, tại vì cô đó là dạng gì cũng chân dài đó. Mà đẹp lắm. Quán thì người ra người vô, có người làm mai cô ấy cho một anh đại gia là 360 độ luôn đó. À trở mặt á hả? Trở mặt đó, cho nên thôi mình biết thân phận mình nghèo rồi. Trở mặt liền tay. Đúng rồi. Khi mà có cộng tư là bánh bèo trở mặt liền tay. Dạ. Bánh bèo trở mặt liền tay. Rồi sau đó mình mới đi học thanh nhạc thì gặp một nhóm bạn VD không. Học xong là bắt đầu dắt nhau đi hát với nhau. Để mình luyện giọng rồi hát hò cho mọi người. Giống như mình muốn thể hiện cái giọng hát của mình vậy đó. Mà không có chịu hát karaoke đâu nha. Lên hát nhạc sống mới chịu. À, hát ban nhạc á hả? Hát ban nhạc mới chịu. Bạn này ngồi chung với bạn kia giống như là cũng trong một cái không gian giống như thế này. Thì vô gặp một cái anh đó. Ảnh là nhà thiết kế, rất là đẹp trai. Nói nhìn em dễ thương quá, anh thích. Mà ngày xưa em ốm lắm, nhìn cũng hot boy. Bây giờ thì nó khác rồi. Ngày xưa giống như là lúc mà mình còn non á thì trai nó thích, trai nó chắc thích thích trẻ trâu á, thích mén mén á. Thích mén mén, lúc đó là thời điểm đó là em còn mén.
Ta còn mén lắm mà. Dạ, đó, mén lắm. Thì mới bao nhiêu tuổi mà mén? Lúc bao nhiêu tuổi? Lúc đó lên là hai mấy mà nhìn mén lắm. Nói chung là không có biết, chưa có trải nghiệm, chưa có mới ra nghề hả? Này bóng mén đó. Không phải, bóng sắp vô nghề. À sắp vô nghề. Sắp vô nghề lắm rồi. Thì giống mén đó. Đó như thế. Thì ảnh mới ghi giấy qua. Thì, em ơi, tự nhiên anh nhìn em anh thích quá. Anh muốn lấy số điện thoại em để mời em đi cà phê. Em mới nói mấy nhóm bạn em, tại lúc đó em rất là ngây thơ. Mấy bay tự nhiên ông đó ông ghi giấy qua, ông đòi cua tao mà cái mà có phải là ông PD không này kia nữa. Đúng rồi, cái bạn không cho, cái em ghi là em nói là em không có xài điện thoại. Nhưng mà có xài không cho đúng không, có xài điện thoại không, xài thuộc của bắp nhưng mà không cho. Nhưng mà giấu nó không cho, giấu nó không cho, có xài, không có xài. Xong cái tuần sau vô lại gặp tiếp, lại ghi mấy giấy qua nữa, hỏi là được cà phê tiếp, cho anh xin số nhà cũng được, không cho số điện thoại nhưng mà cho số nhà, hôm nào có việc anh ghé cũng được. Bạn không cho luôn, mấy đứa bạn ta hỏi ý kiến mấy bạn mà sợ bị dụ, không cho luôn. Tuần nữa, nói chung là cỡ 4 tuần thì lúc đó em mới cho. Tuần sau là ảnh gọi cho em, ảnh hay gọi cuối tuần, ví dụ như ảnh thứ bảy chủ nhật, tại vì em nói là em không cho số điện thoại, sao mà ổng có số điện thoại, thì ra là ổng lấy cái số nhà ổng tri ra 1080 để ổng lấy cái số điện thoại bàn nhà em. Ổng gọi cũng hay quá ha. Ổng gọi vô lão làng rồi, cho nên là mới nghĩ tới cái chuyện đó. Nhà chú em thì điện thoại á là kết nối một đường dây mà kết nối tới ba cái điện thoại lận. Thì mỗi lần mà em nghe lên cái là em biết là có một người thân của em bóc thêm một cái bóc ở trên đó liền. Bắt đầu là cái em sợ, tại vì lúc đó là em ở gia đình là em giấu kín lắm, sau này em mới bộc phát thôi, chứ ngày xưa là sợ gia đình nói là mình nhức đầu dữ lắm. Mới nghe điện thoại nói chuyện, anh nói là anh muốn mời em đi cà phê. Thì làm sao mà đi được, tại vì nhà rất là khó. Đi chơi là phải xin trước, không thể nào mà đụng cái là đi được. Ở cũng đông, tại vì ông chú là tổng giám đốc nên là phải nuôi con cháu gia đình rất là nhiều. Đó, cho nên mình phải nghe lời. Thì mới hẹn anh, thôi anh ơi, bây giờ để dịp khác nha. Em biết chắc chắn trên lầu là có bà có ai bóc máy rồi. Bóc máy rồi. Nếu mà biết một cái là chết, cái là cúp máy liền. Gọi lại tiếp, chút xíu bà thím xuống hỏi. Ủa, thấy thằng trai đó, vợ con có gì không? Là nghi rồi. Mãi một tuần sau lại gọi tiếp. Mình nghe điện thoại xong ảnh mới nói là dạ anh đứng trước cửa nhà em nè. Trời. Bây giờ là em ra đi, mình đi uống cà phê. Em không ra là anh ở đây luôn. Trời, anh không đi về. Thế là muốn mới xin bà thím, nói thím để con đi uống cà phê chút xíu con về. Ủa, mày lên Sài Gòn bạn đâu nhiều mà mày đi uống cà phê. Rất là khó luôn. Cuối cùng là cũng xin được. Đi uống cà phê thì trên đường đi uống cà phê thì ông cũng chở đi vòng Sài Gòn đồ rồi uống nước này kia nọ, xong rồi cũng chở về. Và cứ tuần nào cũng vậy á. Thì đến một lúc mà chín mùi đó, thì ngày hôm đó là em mặc quần ngày xưa là hay bị rách nè, giờ cũng vậy. Đó, quần rách á. Quần riêng rách á, mà em mặc cũng ác lắm, rách lên tới đây luôn. Đó, thì ảnh chở em đi, xong cái ảnh cứ lấy tay anh cứ thọt thọt hoài vậy khúc này nè. Sao hỏi anh thọt cái gì thọt quà nha em, thọt cái gì thọt quà nha em. Nhạy cảm gần chết luôn mà lúc tại vì mình chưa bao giờ mà mình ngủ với đàn ông cho nên mình. À là coi như lúc đó là mình mới lớn đó. Mới lớn á, cảm giác còn riêng không? Còn riêng không? Riêng luôn. Riêng luôn. Cảm giác rất là kỳ, kỳ dữ lắm luôn đó. Nó lâng lâng mà nó rất là khó chịu. Lâng lâng mà khó chịu là sao anh? Lâng lâng là nó phải sướng chứ ạ? Cái cảm giác sướng không sướng á. Nhưng mà nó cứ lâng lâng. Mà nó phê phê nửa chừng á. Đúng rồi. Chứ kiểu gì đó. Dạ, tại ngoài đường mà sáng mà. Với lại còn vừa sướng và vừa ngại. Đâm ra là nó bị hơi bị khó chịu đúng không? Vừa sướng vừa mắc cỡ. Tại vì lần đầu tiên mà bị chọt chọt vô đó. Đâm ra là nó vừa phê và vừa ngại. À, đúng anh rồi. Tương nói chung là Tương thích cái vụ đó lắm. Đâm ra là những cái vấn đề này là Tương hay bị giống như là hơi bị nhạy cảm thôi. Nếu chị nói thế sao mốt em dám thắc mắc nữa à? Không không, cứ thắc mắc đi, cái này trách nhiệm của cưng mà, cứ thắc mắc đi. Thấy người ta nhìn á, mình cũng ngại nữa. Rất là ngại. Mà sao không chịu lừa chỗ nào vắng vắng không thọt. Sao lại đi ngoài đường mà ngay thọt ngay ngoài đường mà đông người cũng thọt. Kỳ cục ghê. Sao không đắm người ta cái bóp, thọt cái gì không? Tìm cái chỗ này vậy. Thì em mới ngại, em mới nói ủa sao anh thọt thọt kỳ vậy, là em nhột. Ông nói sao anh thích vậy. Cái em mới để tay vậy thì ông có thọt được nữa. Chạy xe. Sau đó chút xíu tới đèn xanh đèn đỏ, em mới có xin gươm, em hỏi là ủa anh ăn xin gươm không? Ông nói ừ ăn, anh cũng thích ăn. Cái em mới lột xin gươm ra, em đút vô mờ mà ông không chịu ăn. Cái em mới nói ủa sao vậy anh? Ông nói anh không thích ăn vậy. Ủa chứ không thích ăn vậy là ăn kiểu gì? Người ta đang thọt thọt vô mình không cho. Rồi sau đó tự nhiên mình mời anh ăn xin gươm là có ý đồ gì không?
xin gươm thì chẳng qua là ăn để cho nó thơm mồm thôi chứ không có hung hít gì đâu. Nhưng mà mình vô tình mình làm như vậy là mình giống như người ta, mình cho người khác nghĩ là mình đang muốn cái gì, đúng không? Tại vì vừa thọt vô bắn cái tay người ta không cho người ta, rồi tự nhiên cái đưa xin gươm người ta, ủa là sao, là giống như báo hiệu là ăn đi thơm miệng đi rồi mình làm gì, đúng không? Đâu ra là không, tôi đi làm người ta hiểu lầm, đúng rồi đó hả? Rồi ông đó ông kêu là ngậm cục xin gươm đưa cho ai sao ổng gì thì đúng rồi đó. Sao bắt chị rành quá vậy ạ? Sao chị rành quá vậy chị? Không phải là chị rành, cái tình huống đó nó là như vậy. Đúc không chịu ăn đâu. Ngộ lắm, đúc cỡ nào cũng không chịu ăn, bận miệng không. Bắt đầu là em bỏ vô mồm em nhai một cái là tới đây sang đổi là xây cái miệng qua đầu là cắn cái miệng luôn tại chỗ. Là có nghĩa là khi nào nhả thì thôi. Biết bao nhiêu xung quanh mọi người nhìn á, em nói ủa sao tự nhiên chết rồi sao anh đang kiểu gì kỳ cục, người ta nhìn. Lúc đó mình rất là ngại. Chị hiểu không? Cảm giác đó rất là ngại luôn. Anh nói anh thích ăn vậy đó, ai nhìn kệ họ. Khi mà anh cắn vô cái môi của em là cảm giác đó, em mới thiệt với chị là nó rần luôn đó. Là nói thật sự đó nè, tại vì nãy là kể là không thật lòng thôi. Từ lúc người ta thọt vô cho nó đã rạo rực rồi, sau đó mới đưa cái cục xin gơ mà hỏi anh ăn xin gơ không. Nhiều khi mình đưa ra cái cảm xúc bình thường mình không có suy nghĩ, nhưng mà nó phải có cái liên quan từ cái thích kia. Khi mà mình nói chuyện người ta là mình phải ăn xin gơ hay gì đó để cho mình tạo một cái gì đó nó thơm vậy thôi. Nó chứ thì tạo thơm, nó thơm luôn đó. Tạo thơm, nó thơm luôn đó. Đó, cái kết cục nó là như vậy đó, không thấy chưa? Đó sao mà dễ thương. Em đó đầu cắn. Rồi cắn sao nè? Cắn, em tê không có nhả. Tê không? Tê lưỡi luôn. Nó rần luôn đó. Rần người không? Rần trong không? Người luôn, rộng ràng luôn. Trời ơi chết rồi, LGBT hay làm chuyện chấn động ngoài đường quá ha. Bởi vậy kỳ lắm, BD nó kỳ lắm, chết. BD nó hay làm chấn động quá ha. Dạ. BD thích chấn động. Không, tùy em đó thích chấn động. Em Tuân thì thích nhẹ nhàng. Em Tuân cũng hung ngoài đường gian động đâu, nha. Không, em có hung ngoài đường nha chị đi, ơi. Hồi nãy mới kể tập trước kể là hung ngoài đường. Rồi sao mà nắm người yêu ai nắm tay bình thường đi vô gặp sinh viên đó luôn. Cái sao em dạng gì Tuân? Như vậy em cho em được giải thích. Cái việc hôn của em nó chỉ đơn giản là kiểu hôn má hay là nhẹ, có nghĩa là nó làm xương thôi. Xương. Chứ nó không đến. Nhưng mà hôn môi bình thường không? Em hôn môi ở ngoài đường em cũng hôn bình hôn thường. Nhẹ thôi. Có nghĩa là nhẹ thôi, có tất cả là mọi kiếp đúng cái không? Thôi. Hôn môi ngoài thôi. Đúng rồi, chứ không có hôn lưỡi. Vâng ạ. À ok. Còn ông này dạng ăn cháo lưỡi. Đó, đó là thích chấn động. Chừng nào mà nhìn nhả cục xương gươm ra mới chịu thôi. Cái nụ hôn đầu của anh chấn động như vậy á thì cái lần đầu tiên của anh nó cũng chấn động không ạ? Có chứ. À, chấn động dữ lắm. Chút xíu nữa kể tiếp cho anh nghe nè. Bắt đầu kể nè. Hấp dẫn vui lắm, quá. Hấp dẫn lắm. Rồi về nhà là sao xuyến luôn hôn đó đúng không? Rồi tại vì anh kia bạo quá. Bắt đầu là thương luôn, có cảm giác như là muốn gặp người ấy nữa. Được, cách này được, để em học. Là coi như là ông kêu làm tê quá. Đúng rồi. Dặn mà bóng mén mới lên, mới gần nghề nữa, mới vô nghề nữa. Ok. Thì đâm ra đâu có chịu nổi đâu. Giống như là bóng mới tinh đó. Bóng mới tinh đó. Bóng mới ra lò luôn đó. Đó. Bánh mì mới ra lò hả? Dạ, bánh mì mới ra lò. Lần đầu tiên trong đời là ổng là nụ hôn đầu tiên luôn đó. Sướng lắm, được người quan tâm nè, đúng không? Gọi nè, quan tâm nè. Thì mình rất là sướng. Hạnh phúc. Mình thích cái cảm giác đó, có người quan tâm hỏi em ăn gì chưa? Đó. Em đang làm gì vậy? Em tắm chưa? Anh nhớ em. Anh nhớ em nhiều lắm. Đó, nhớ giữ gìn sức khỏe nha em. Đó, hay vậy đó. Đó, là thích vậy đúng không? Thích vậy đó. Rồi cái lần gặp tiếp theo thế nào anh Tony? Dắt ly nhậu. Dắt ly nhậu, à, dắt ly nhậu là cũng có vấn đề luôn. Tại vì lúc đó lên Sài Gòn nghèo cho nên là đồ không có nhiều. Tuần sau lại mặc cái quần đó nữa. Nhưng mà vấn đề là cái quần đấy lại móc vào nữa không ạ? Có. Hay là tại vì vậy nè, muốn mặc cái quần đó để cho người ta dễ móc. Mặc cái quần đó để cho người ta dễ móc. Người ta đã giải thích là người ta không có nhiều đồ rồi chị. Không nhiều đồ chắc là không nhiều đồ chứ không phải là có một cái quần. Nhưng mà cái quần đấy đẹp nhất đúng không anh Tony? Quần nó đẹp, đẹp đấy. Nhất và nó quần nó đẹp nhưng mà cũng có một đó. Phần là móc nó thì bảo nản là cũng có một phần móc đúng không? Thật ra là em không có ý đó thiệt. Nhưng mà tại vì quần nó đẹp. Mà là mình có hai ba cái quần thôi hà, cho nên là dưới quê lên mình nghèo cho nên là mình phải mặc qua mặc lại. Nhưng mà tại sao sẵn mặc cái quần kia đi, tự nhiên mặc cái quần này. Bởi vậy chắc quần này đẹp hơn. Quần này em thích. Nhưng mà cũng dễ móc. Dễ móc. Đấy chưa, nó tên là dấu. Rồi. Cái gì cũng có sự tính toán hết. Rồi tiếp tục. Rồi nói chị nghe xong tối hôm đó thì đi nhậu xong là hai người ngồi với nhau giống như là chị với em Tuân ngồi vậy đó. Nhưng mà nó sát nhau lắm. Hai người sát nhau sát nhau. Đó sát nhau. Đó. Bắt đầu là nhậu bia vô, bắt đầu là chứ này là móc thiệt. Ai móc trước? Ổng móc trước hả? Ổng móc em. Ổng móc nữa. Đó cũng thọt vô ngay cái lỗ luôn đó. Ủa cái quần này rách là cũng do anh.
lần trước anh đã móc đã rách rồi, bây giờ anh móc nữa chắc là rách, còn cái ống không quá, còn cái nửa quần này quá bên dài bên thấp quá. Mà đang ngồi quán nhậu mà móc hoài vậy? Cái con không, cái anh này thích móc ở ngoài chỗ công cộng. À thích giống như cái cảm giác chắc là. Chị thấy rõ ràng nếu như mình không thích mình sẽ đi vào chỗ vắng vắng. Ừ. Còn đằng này cái anh này toàn là thích ngồi móc ở ngoài chỗ đông người hơn. Hay là anh này cái cảm xúc dâm tràng lúc đó đang ngồi đám đông rồi ông móc luôn hay là? Không, có nhiều người thích như vậy. Thích người ta nhìn. Em nghĩ vậy. Đúng rồi. Móc xong rồi cái đầu cái nó tối nay anh muốn lên giường với em. Trời nhanh dễ sợ luôn. Thấy mời đi nhậu là chị nghi rồi. Thật sự đi thường đi nhậu xong là hay đưa đi khách sạn lắm. Con trai con gái cũng vậy, mà LGBT cũng vậy. Chứ bây giờ em hỏi chị, tuần trước đã làm cho mình ngất ngay rồi. Bây giờ không lẽ bây giờ để nữa. Nói chứ thật sự là em cũng thích á. Em cũng thích. Tại vì con trai em mới lớn. Em có sự chuẩn bị trước mà. Tò mò. Nếu mà tối nay nếu như mà ảnh có rủ em đi khách sạn là đi liền. Em chấp nhận ngày mai cô gì trước bác mà có la em cũng chấp nhận. À là tính toán trước rồi. Em liều là em nhắn tin cho một đứa em gái của em, con của bà cô, là nói với chú với thím là không có về. Không có về, tối nay xỉn rồi ngủ nhà bạn. Ghê không? Trời ơi, sáng về rất là sợ luôn. Sợ rồi, sao không? Đi sáng tôi đang kể cái này, thì kể sáng sao rồi, với nó sáng sao? Trời kể mà nhảy đĩa quá. Lần đầu tiên trong đời thì thật sự mà nói cái anh này là ảnh một cảm giác đầu tiên cũng như là cảm giác bây giờ luôn. Ấn tượng không quên. Ấn tượng không bao giờ quên được. Móng tay móng chân bàn chân thì mình cũng ảnh cũng hung hết từ trên xuống dưới vậy, có là không chừa chỗ nào hết. Anh dọn sạch luôn hả? Anh dọn sạch luôn mà lúc đó em mướt lắm. Anh chuyên nghiệp quá chết rồi. Rồi à, chị có cần phải nói là đêm đó bao nhiêu không? Chị đâu cần đâu. À cái này anh tôi. chị ơi chị có cần hỏi em cái đó để em mọi nói người nãy giờ tôi chưa hề nói bất em giữ bí mật bất kỳ câu gì nhé mọi người ơi. Nhưng mà tôi rất muốn nghe. Okay. tại vì chị hiểu em của chị. Thì anh chị cứ nghĩ đi, từ lúc vô khách sạn là khoảng tầm 12 giờ mấy 1 giờ. Là từ mấy giờ mấy sao? Sáng 5 giờ rưỡi là em phải về để 6 giờ mấy em đi làm rồi. Ừ. Thức trắng đêm luôn. Thức tới 5 giờ sáng. TV mở lớn lắm. Đó thức trắng đêm luôn không ngủ. Ủa, trời cái gì mà bạo nó nhỉ? Tại sao phải mở TV lớn á? Sợ tầng bên ngày kia ta nghe. Là la lớn lắm. Em la lớn. Đúng rồi, la lớn. Như vậy thì thôi mình la nhỏ thôi, là mình cắn cái gối đi. Cao trào á, cắn gì nữa? Cao trào á, cắn gì nữa? Em tin, coi như em là tin hết. Lần đầu tiên đó. Xuất sắc. Xuất sắc ha. Xuất sắc. Dạ. Nhưng mà tình yêu này là ngắn đúng không? Cũng ngắn. Rồi tại vì đến với nhau lúc đầu nó hơi vội vàng. Đông ra là chị nghĩ là nó ngắn. Điện thoại ngoài dần phủ sóng luôn. Mình gọi hoài nó cứ phủ sóng hoài. Mà mình đang đi chơi người khác nữa. Đúng rồi, chắc vậy. Em mới gọi qua bên gia đình ảnh luôn. Rồi gọi gia đình xong rồi đầu gặp chị ảnh. Rồi lúc 10 giờ nó chưa về nhà. Rồi 12 giờ tại em nhập hàng tới khuya mà. 12 cũng giờ chưa về nhà. Ờ nó cũng chưa về nhà. Rồi và 2 tới giờ. 2 giờ sáng cũng chưa về cũng nhà. Chưa về nhà. Về nhà là ngủ không được. Sáng có gọi lại không? Sáng em gọi lại. Rồi lúc đó chưa? Đi làm vô đó là gần 8 giờ em gọi. Vô công ty đập sáng mấy em gọi một lần thì chị nói là chưa về luôn. Thấy chưa tôi. Rồi tới 8 giờ cũng chưa về. Chị biết tới mấy giờ mới về không? 3 giờ 3 chiều. 3 giờ chiều. Bắt đầu lúc đó mới bắt máy. Giờ có nói là điện thoại hết pin không? Nói điện thoại hết pin, cho nên là anh không có gạt được. Hình như chị cũng gặp tương tự phải không ạ? Ủa để chị coi chị có gặp vậy không ta? Tại vì chị có mười mấy mối tình lận. Chị nhiều thế. Mười mấy mối tình là chính thức, các anh còn không chính thức là... Đâu có nào, mười mấy mối tình là 15 mối tình thôi, ít mà, đâu có nhiều đàn cưng. Đó, ít quá hai trong chị đó hả? Cũng có một hai lần như vậy đó. Năm nào chị hiểu được cảm xúc đó. Rồi xong lần thứ hai cũng y chang như thế. Xong với lần thứ ba y chang vậy luôn. Y chang vậy luôn. Và lần thứ tư là em sẽ không tha thứ nữa. Buồn lắm. Suy luôn nghĩ. Em buồn một tháng là em xuống 7kg đó. Trời ơi. Mối tình đầu giống như mối tình đầu mà. Nhà em tưởng em là bị bệnh đó. Ai cũng hỏi. Và nói chung là em không ăn uống gì được hết. Cứ nhớ người đấy không. Không có làm gì được cái gì hết. Sức hàng sức lộn. Mà cuối tháng mà kiểm kho đó là bị đền đó. Khi mà mình càng nói không yêu người ta đó là mình càng nhớ. Càng nhớ kỳ lắm. Xong rồi bao lâu mới quên được anh đó? Mấy tháng á thì gặp một thằng bạn đó nó vô công ty nó làm thì nó là cái giới của mình luôn thì nó mới chia sẻ cho mình cứ trưa là nó đi mua cơm cho mình ăn nó giống như là mua thuốc nhức đầu cho mình uống đại khái như là nó bác sĩ quan tâm giống như chị em vậy đó. Ừ. Rồi bắt đầu cứ vậy ngày nào cũng vậy mà cơm không ăn về mua cơm về toàn là nó ăn không mà tại nó rất là mập nó ăn 2 phần 3 phần cũng được đó.
sau khi quen anh đó thì anh đối diện với nó như thế nào và anh đã come out với gia đình của anh như thế nào? Khi mà chia tay ảnh xong, mình sẽ có một cái mối tình khác cũng rất là đẹp. Tôi đi quen toàn là những người đẹp trai không à. Thời điểm ấy tại vì đẹp trai cho nên mình mới mê. Đó, mà sạch sẽ nữa. Tôi đi không có thích gu đen đâu nha. Phải là trắng trẻo, sạch đẹp sẽ, trai to con, vặn vỡ. Tình cờ thì tôi đi cũng cất nhà cho mẹ dưới quê. Thì giống tới ngày hoàn công là tôi đi về dưới muốn đãi một cái tiệc. Mình đãi những người mà người ta cực khổ với gia đình mình á, những người thợ hồ đó. Tôi đi mới dắt về dưới xong nhậu. Thì ở dưới quê mà trai quê á, cái kiểu mà làm rồi kia nọ, làm lụng rồi cơ bắp thịt u đồ này kia nọ, nhìn nó rất là chắc người mà nó không có mặc đồ, nó mặc cái quần dài với nó mà nó ở trần, thằng nào cũng vậy hết á, cả chục mười mấy thằng mà. Thì ông này về dưới thì cũng thấy vậy, cũng cái kiểu mà lúc bình thường thì không sao, nhậu vô bắt đầu là thích, cứ chọc người này chọc người kia trong cái giấy. Lúc đó thì em cũng muốn xỉn rồi, xong cái mình mới mệt quá rồi, cái mình giận, mình nói anh á, chơi mà không có quan tâm tới em vậy, toàn là cái gì em nói nhỏ luôn, nó làm gì làm phải vuốt mặt nể mũi chứ. Thì em cũng nói anh á, cái anh mới nói là đâu có, anh vẫn yêu em mà. Khách về hết, cái ông ôm em hắt ra, ôm cái kiểu ôm muốn hôn em á, hôn môi luôn đó. Em hắt ra thì mẹ em á với ông anh rể em đứng ở trong nhà có một cái cửa sổ nhìn ra. Ông còn bảo hôm kia nữa, anh hai á, anh nói sao, ủa má sao đàn ông mà sao ôm nhau kỳ vậy. Rồi mẹ nói ủa có cái nào nó bóng không, tao nhớ là tao đẻ ra nó có cái đó đàng hoàng mà, tại sao mà nó là phụ nữ, sao gì kỳ vậy. Đó, ở dưới quê hay vậy đó, người ta nghĩ là đẻ ra không có cái đó mới gọi là bóng. Đó, cho nên nghĩ hồn nhiên quá ha. Đó, xong cái mình nghe xong mình nói chết rồi anh ơi, gia đình mẹ em rồi anh rể em biết vậy rồi sao này kia nọ. Ông nói biết cho biết luôn, ông gan không. Sáng hôm đó em dậy ra mẹ em nhìn em á với cặp mắt khác, tại sao như vậy. Nhưng mà anh mắt buồn đúng không? Buồn, có nghĩa là buồn, nhưng mà mẹ em không nói ra, nhưng mà em biết mẹ em rất là buồn. Rồi bây giờ tình trạng hiện tại của anh như nào ạ? Độc thân hay là đang tìm hiểu ai rồi ạ? Hiện tại thì giờ vẫn còn ế. Những cái lúc buồn thì mình cũng chia sẻ với một người bạn là ca sĩ Thu Trang. À thế bây giờ thì mình xin mời ca sĩ Thu Trang ạ. Xin chào em. Chào anh chị. Đấy. Chị giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhé. Xin chào ạ, anh chị và xin chào khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em là Thu Trang, ca sĩ Bolero. Em là một người bạn rất là thân với cả Tony Tường. Rất là vui ngày hôm nay được đến tham dự chương trình Come Out. Nghe những cái câu chuyện có lẽ là cũng chưa hết, tại vì Tony là một người cũng khá đa tình đấy. Rất là nhiều mối tình. Nhưng mà một điều mà em rất là trăn trở, em thấy có những cái cặp đôi họ đến với nhau và họ có những cái hạnh phúc rất là trọn vẹn, mà sao mãi một người bạn của mình cho tới giờ phút này cũng gần 40 tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được một cái điều trọn vẹn đó, nên em còn một chút băn khoăn. LGBT cũng có rất là nhiều cặp hạnh phúc chứ không phải là không có đâu, nhưng nhiều khi mà cái đường tình duyên của mình gặp trăn trở. Thì em thấy nhiều đêm em vô trong phần Facebook em đọc cái message, thế kêu là thấy hình ảnh nước mắt đang chảy, khóc như kiểu là cảm giác như là vừa trải qua một cái sự hoảng loạn hay là một cái sự đau đớn gì, một cái cơn sốc rất là lớn, cát bụi cuộc đời em ơi. Lại thất tình, và em gần như là em thấy cảm giác như là em được khoảng 10 cái tin nhắn như vậy trong một giai đoạn, khoảng cứ 1.5 tháng đến 2 tháng lại thấy có một tin nhắn như vậy, cứ một thời gian 1-2 tháng lại thấy chia tay một mối tình. Tony rất là khó tính ạ. Đầu tiên ấy là cái người bạn của Tony là phải này, trắng này, cao này, sạch sẽ này, đẹp trai này, hoàn hảo đủ thứ hết đấy. Người nào có một chút khuyết điểm như là không cho Tony make up thì cũng không thích này, hoặc là mấy cái chuyện đó nhỏ nhặt mà thì đó, hay hút thuốc một chút Tony cũng không đồng ý này, hơi đen chút Tony cũng không đồng ý, hoặc là trong cái câu nói chuyện của họ như là họ nói một cái chuyện gì đó mà không đúng với quan điểm của Tony thì Tony cũng là không hợp, chia tay. Rất là vậy khó tính. Khó vâng, em tìm hiểu rất là nhiều. Cái đó là chị thấy em hơi bị khó đó. Hay là hơi thở không được có mùi thuốc lá, hay là không được có mùi cái sở thích người ta hút thuốc luôn, cái gì đâu mà không được, khó lắm chị ơi. Chồng chị cũng hút thuốc nè, chị đâu thích cái mùi thuốc đâu, nhưng mà chị vẫn phải chịu. Cái là do một phần mình quá khó tính, mình kỹ tính quá. Tại vì chị nói em nghe, không có ai hoàn hảo hết. Mình không thích nhưng mình yêu người đó mình phải chiều. Miễn sao người ta đừng lăng nhăng, người ta không phản bội mình là được. Người yêu mình có 7 điểm tốt, chỉ có 3 điểm xấu thôi. Mình lấy 3 điểm xấu đó là mình vạch lá tìm sao ngoài, sao yêu được. Mình phải nhìn 7 điểm tốt mà mình yêu, còn 3 điểm xấu đó mình bỏ đi, mình đừng mình phất lơ, mà coi như không thấy đi.
Em cũng đồng ý với chị. Cuộc đời này không bao giờ có sự hoàn hảo. Nếu như mà muốn sự hoàn hảo thì mình nên chọn mình cách sống cô đơn. Không có ai hoàn hảo hết. Bản thân mình cũng vậy. Sống cô đơn thì buồn. Thì đúng rồi. Là ế đó ha chị ha. Em còn toàn sau chương trình này chắc em phải thay đổi. Đúng rồi. Thay đổi. Tại vì bạn thoải mái đi. Em chịu anh nhưng mà anh hút ít rồi thôi. Tại vì anh hút nhiều phổi anh sẽ bị nám. Hút xong rồi tối đi ngủ em nhớ xúc miệng. Được rồi đúng không? Nó rửng ok. Chứ mình không cho người ta hút luôn thì chắc nó hơi độc tài. Không ai hoàn hảo hết. Ngay cả mình. Cái việc mình chấp nhận người ta nó cũng ngược lại người ta người sẽ ta chấp nhận mình. Đúng chính xác. Trong cái mối quan hệ nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Nên người ta cũng đã đang cố gắng chấp nhận mình thì mình hãy mở lòng ra để chấp nhận người ta thì mình mới có thể có được một cái kết cục tốt đẹp được. Tại vì mình cũng đâu có hoàn hảo đâu. Đối với chị, một người mà để chị yêu, chung tình với chị, yêu thương chị, quan tâm chị là được rồi. Còn tính cách của họ có như thế nào nữa, mình yêu họ. Không, phải đẹp trai nữa. Đẹp trai. Chị bỏ luôn phần quan trọng nhất là đẹp trai giống đầu chị tiên là đẹp trai. Đó. Đầu tiên là phải thật đẹp trai và vạm vỡ. Sau đó là tính tình tốt, hiền lành, yêu thương mình. Rồi còn mọi thứ còn lại để em lo. Hy vọng là sau chương trình này Tony sẽ thay đổi. Tại vì em vẫn có một cái sự lo lắng. Tại vì cũng thân và thương quá. Sau chương trình này chắc em cũng phải thay đổi. Thay đổi điện cương. Em cảm ơn anh Tony đã đến với chương trình hôm nay. Và em đặc biệt cảm ơn chị vì đã là một người bạn đồng hành và chia sẻ cảm xúc với anh Tony. Tony có ước mơ gì không? Có dự tính gì trong tương lai không? Ước mơ của em là nếu như mà sau này tìm được người nào mà là bạn đời của mình thì có thể là mình sẽ tổ chức một cái đám cưới. Muốn có con giống như chị vậy đó. Trời, cái chuyện đó là mình muốn là dạ, được thôi. Phải muốn chứ dạ. Và chúc em sẽ chọn được một người bạn đời và có một cái đám cưới, chia sẻ cái niềm vui hạnh phúc đến với tất cả mọi người. Và có được một đứa con như ý muốn của em ha.